Nhìn bên phải kìa. Ủa, chứ không phải tại nhìn bên trái hả? Nhìn đủ thứ bên trời ơi. Mày nghe là chị Trang nhìn một hướng đúng không? Đúng rồi, chị Trang bắt nhìn thẳng à. Vậy bà... đó đó đó, thôi rồi. Tại bà, ủa tôi đâu có muốn vậy đâu, tại bà thôi, tôi đâu có muốn bà để bà Trang lên đâu. Đây. Mày chạy là không xe xong xe máy nào vượt lên luôn vậy nè. Cái gì? Mày chạy là không xe máy nào dám vượt luôn á, tại mày chạy giữa đường luôn á. Nhưng mà chạy bên đó sát cái kia quá sợ. Nhìn sát con len quá hả? Nhìn khoảng cách xe sau đó không sát đâu. Không có nhìn được ở đâu hết, bây giờ cái gì nhìn thẳng thôi. Ôi trời ơi, người ta nhìn bên phải nè, người ta nhìn bốn hướng trời ơi. Thì mình cứ chạy chậm chậm như vậy thôi. Người ta muốn vượt thì vượt, không vượt thì người ta đi đằng sau luôn. Trời ơi, bên phải nè, bên trái nè, qua bên trái chút nè. Sát gì hả? Sát cái gò gòn quá vậy. Sát đâu? Mày chạy rồi không ai chạy qua được luôn á. Kệ, người ta chửi kệ, chứ giờ sợ lắm. Ôi trời ơi. Thấy chưa? Đó, nè, lớp kèn vô nè. Trời ơi, xe người ta nhấn một cái nhẹ thôi, cái gì mà thổ. Chạy nước miếng luôn á. Mất mới gì chạy xe chạy nước miếng. Căng thẳng. Không rớt nước miếng kịp. Mày căng thẳng đâu có bằng người ở kế bên. Có phải lạnh đâu mà sao nóng quá vậy nè. Mấy lạnh mở số lớn nhất đó. Trời ơi, có bằng một năm rồi mà giống như mới tập chạy.